bãi biển này, cảm giác thật là tuyệt vời. Tiếng gió biển thổi, mùi tanh của cái sinh vật mà bà con đây đã trồng. Ở đây có rất nhiều những cái chòi được dựng lên để trông những cái ruộng ngao, ruộng hến gì đấy. Thì tôi không biết, khung cảnh ở đây rất là yên bình, hãy cùng tôi khám phá Đông Châu. Các bạn có thể nhìn thấy là đây là bãi biển Đồng Châu. Thì hôm qua chỗ này chiều qua chúng tôi xuống thì nước rất là to. Và sáng nay thì thật là ngạc nhiên là nước đã xuống hết và để lộ ra rất là nhiều những cái hang hốc bé bé đây. Không biết là cua ngao hay là cái gì gì đấy. Thì tí tôi gặp người dân tôi sẽ hỏi. Bây giờ thì tôi đang đi tham quan khung cảnh Đồng Châu buổi sáng ngày hôm nay rất là đẹp. Mặt trời thì đã lên rồi, lúc nãy thì tôi chứ không quay lại cái giây phút mặt trời lên được vì mải chụp ảnh. Rất đẹp đúng không ạ? Có một vài nhiếp ảnh gia đang đi thực tế ở bên kia nhưng mà kệ họ. Tôi đang đi sang cái lều bên này mà không biết có sang được không. Thật là ngạc nhiên này, nhiều cua này, bên này nhiều cua lắm. Cua gặp mình chạy hết rồi. Tiếc thế, bờ bên kia vẫn có cua này. Ý, cua hay con gì ý, nó bơi kìa. Người ta trăng kín lưỡi hết rồi. Cùng tôi không? Ui, cua. Không biết lội ruộng người ta có chửi không nhưng mà kệ, cứ lội ra tình sâu. Đây là cái gì không biết, như ngăn tắc cho các ruộng với nhau không phải. Rất là đẹp. Cua này. Chưa vang đi. Chúng ta sẽ đi khám phá những cái lỗ bí mật ở trên cánh đồng này. Vâng, tôi đã nhìn thấy con chú cua. Một con cua đang chuẩn bị leo xuống hang. Vâng, nó đã leo rồi. Ở đây toàn là lỗ cua thôi các bạn ạ. Con cua nào, cua biển nhưng không biết là cua gì. Rất là nhiều những chú cua con. Không, đây là những cái con hà hay con gì bám vào lưới. Đây có những cái ruộng người ta đã chia sẵn rồi, mỗi nhà một cái đó. Bình minh ở trên Đồng Châu thì rất là đẹp, gió thổi rất là mát. Muốn đi nữa nhưng mà có rất nhiều con sâu, con số nhỏ ngăn chặn một cánh đồng tròi bạt ngàn luôn, có phải nghĩ. Ở trên này là các bạn, tôi sẽ cho các bạn nhìn cua rất là nhiều, nhìn trắng xóa hết luôn cả một cái ruộng luôn. Nhưng mà khi sang lại gần thì nó sẽ bắt đầu là mất hết dần. Không mất rồi, nó xuống hết hố rồi. Bọn cua này hay sợ người thế nhỉ. Chạy cho kia kìa. Ý.
trên cái lều kia là một nhiếp ảnh gia đang chụp ảnh. Đây có một con sông bé thôi, chảy từ trong kia ra, rất đẹp. Kia là một thằng điên đang tự sướng. Chúng ta đang tiến đến một cái chòi trong ao. Hãy cùng tôi khám phá xem bác ngư dân ở đây đang làm gì nhé. Tôi chào bác ạ. Con hà này xác là bác à? Bọn cháu lội vào ruộng có bị sao không bác? Vâng, nhưng mà lúc nay bọn cháu vừa lội vào ruộng ấy, có bị làm sao ạ? Vâng. Ở ngoài này được lội à bác? Vâng. Tối bác ngủ ở trên này ạ? Ừ, tối ngủ đây. Có lạnh không bác? Mùa này mát lắm. Mát. Mùa này nó mát thôi. Mùa đông thì lạnh quá nhỉ? Lạnh. Bác đang nhặt ốc hay gì ạ? Nhặt cái vỏ ngao đi. Vâng. Nhưng mà... À, ngao ngao này còn bé đấy hả bác? Ngao còn bé đấy. Vâng. Đa số ở đây toàn trồng ngao. Ở đây thì ngao trống. Vâng. Hôm qua cháu đến thấy nước to, cháu cứ tưởng là nước nó ở mãi thế. À, nó bị rồng chứ. Vâng. Cháu xem trên mạng thấy ảnh người ta cũng như thế này mà đến nhìn thấy nước to. Vâng. Nhà này bác tự làm à bác? Tự làm đây. Cháu đọc trên báo thấy bảo làm cái nhà này mất 16 triệu. Đúng rồi. Cấp. À, đọc nó đăng lên hết rồi. Vâng. Ở đây nhiều bác nhỉ? Xa tận ngoài kia. Bác trong cả ngày cả đêm luôn ạ. Đây đây là bác vừa mới ra ạ? Ra đêm. Vâng. Lúc đấy nước nó xuống hết rồi hả bác? 9-10 giờ tối lúc 9 giờ. Thế mà không biết. Sắp đi từ đây ra tận mấy cái chòi ngoài kia thì xa lắm. À, không, cháu đang bảo là các bác mà chồng ở tận ngoài kia. Đấy, phải đi thuyền. Nước to là phải đi chèo thuyền ra. Bên kia có cái đảo bên kia đẹp không bác? Đã đẹp. Quần quanh đấy. Đâu ạ? Đây, cái này thì cũng quần quanh như này. Bên kia là quần quanh ạ? Kia có bãi cát không ạ? Bãi cát đấy. Ấy, thế mà không biết. Nó có cái lạnh. Vâng. Nhà bác ở gần đây hả bác ơi? Đây, trong xóm này thôi. Vâng. Nghèo. Mấy cái lỗ ở đây toàn lỗ cua hả bác? Cháu tưởng là cua cơ, cháu thấy chân nó dài dài. Cua thì đã tốt. Nhưng mà cái không bán được hả bác? Cái không bán được thì rẻ thôi. Đây là ruộng này là từ ngày xưa là chia hay là đấu đấy? À, đấu thầu ạ. Ừ. Tức là mỗi năm là bao nhiêu hả bác? Mỗi ruộng này là mấy nghìn mét hả bác? Nửa hát. Nếu mà trồng ngao thì khoảng bao lâu thì mới được thu hoạch hả bác? Như nhà bác ấy. Thế cũng lâu phết bác nhỉ, một năm được hai vụ.
khi đến đây thì những cái chỗ mà người ta quay bằng lưới ấy, thì sẽ không được đi chân lên, bởi vì người ta trồng ngao giống, nếu đi lên thì sẽ dẫm vào ngao. Mình chỉ được đi ở mấy cái ruộng ở ngoài này thôi đấy, còn không là có đường đi riêng ở theo cái sông thì đi được, còn những cái ruộng này thì sẽ không được đi. Bây giờ tôi sẽ đưa các bạn lên cái chòi trông ngao, thử xem cái chòi này nó như thế nào nhá. Các bạn đang cùng tôi tiến lên cái chòi nôi ngao. Phải đi qua bao nhiêu cái bậc thang nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13 cái bậc thang. Lên cái chòi này thì lưu ý là con gái không được lên nhé. Chỉ có những anh chàng đẹp trai mới được lên thôi. Wow, cảm giác thật là tuyệt vời. Đứng lên chòi thì chúng ta có thể nhìn thấy quang cảnh xung quanh rất là tuyệt vời. Đây có một cái lan can thích hợp để đi để trông ngao tứ phía luôn, không phải nghĩ, hiểu không? Đấy, chúng ta hãy cùng nhau khám phá. Có lan can các bạn ạ, có lan can đi ra xung quanh. Khung cảnh ở đây rất là tuyệt vời, và nó là quá tuyệt vời. Những cái chòi ngao giống như là những con ngựa đang phi ra biển vậy. Xung quanh là các bác ngư dân đang đi sửa lại những cái ruộng của mình. Nuôi ngao rất là vất vả các bạn ạ. Đây. Hãy cùng khám phá xem ở bên trong cái lều này có cái gì nhá. Hy vọng là không có người. Vâng, bác ấy đã xuống rồi thì không có người. Trên này có bình nước và một cái giường ngủ cũng khá là sạch sẽ, khá là sạch sẽ. Chúng ta sẽ không đi vào sâu lắm. Đây là toàn bộ một cái lều nuôi ngao của ngư dân ở Đồng Châu, Thái Bình. Những con người rất là vất vả. Xin chào các bạn, tôi là Văn Anh, đến từ chúng ta đi đò.com. Hiện giờ thì tôi đã dẫn được các bạn đi tham quan được gần như là hết cái bãi biển Đồng Châu này rồi. Nhưng mà tôi vẫn muốn nói thêm với các bạn là hiện tại tôi đang có mặt trên một cái lều ngao, lều trông ngao của người dân. Cái lều này được bác ngư dân đây tự làm với giá thành là khoảng 16 triệu đồng một cái chòi như thế này. Và các bạn có thể nhìn thấy có rất là nhiều chòi ở xung quanh, và ở đây rất là yên bình, gió thổi khá là mát, đúng không? Phải nói là rất là xa, tí ở bên kia cũng có những cái lều ngao như thế này. Nó giống như là những cái chú con ngựa hoặc là những cái trông xếp hàng tiến thẳng ra ngoài biển khơi, trông khá là đẹp. Nếu mà dậy từ sáng sớm thì các bạn có thể nhìn thấy mặt trời mọc rất là to tròn. Tôi đã chụp ảnh rồi nhưng rất tiếc là không quay được, bởi vì nó hơi có một ít mây, đâm ra nó chỉ được một khoảnh khắc thôi chứ nó không được mãi như thế. Thì nữa thì chúng tôi sẽ sang biển Cồn Đen và review cho các bạn ở bên kia. Tôi muốn nói thêm về vấn đề ăn uống ở đây. Hôm qua tôi ăn uống ở nhà sàn đào sỉ bên kia, giá thành cũng khá là bình dân, không có mắc, không có chặt chém gì. View bên kia thì khá là đẹp, mùi gió rất mát. Ngay cạnh quán đào sỉ kia thì là nhà nghỉ bên kia thì nói chung là cũng không được đầy đủ lắm, nhưng mà giá cũng phải chăng, 200.000 một đêm. Nếu mà ngủ từ 8 giờ tối đến 12 giờ hôm sau thì là 250.000. Tôi ngủ từ khoảng 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng là dậy. Nếu mà muốn bắt được cái khoảng cách đẹp hơn thì phải dậy sớm. Hôm nay là tôi không sao, cảm giác cũng rất là thú vị. Các bạn có thể xem thêm các bài chia sẻ của tôi tại YouTube channel.